Mẹ con đi theo đạo Bác Hồ, ấy thì khổ thế. Vừa đạo Thiên Chúa xong lại đến đạo Bác Hồ. Không, đạo Thiên Chúa đây không phải đạo Thiên Chúa được ở Việt Nam chúng ta nhé. Đây đạo đạo Chúa Trời, xin lỗi sám hối, xin lỗi các cha và các linh mục, không phải là đạo Thiên Chúa mà là theo đạo Đức Chúa Trời Mẹ. Đúng hơn là họ ăn trộm giáo lý của đạo Công giáo và đạo Tin Lành. Mẹ con đi theo đạo Bác Hồ từ năm 2015, bỏ tất cả các bát hương, thờ thần linh gia tiên và cây hương ngoài trời đều đem thả hết xuống sông. Hậu quả cuối năm 2016, mẹ con bị điên, bị điên loạn. Đến nay, hàng ngày nằm trên giường và sợ ánh sáng, không dám ra ngoài. Trước đây bản thân có ra hầu đồng, từ năm 2013 con không đi hầu đồng nữa. Tức là Phật tử này ngày xưa cũng đi hầu đồng, những năm 2013 đến nay không đi nữa. Mẹ con chửi con vì con đã mở phủ hầu đồng. Chắc là hai, câu hai là bố đẻ con chết bị điện giật 53 tuổi. Chú ruột con chết vì bệnh tim năm 13 tuổi. Ba, vợ chồng con được sinh ra được hai cháu trai. Cháu lớn phát triển bình thường, cháu thứ hai sinh năm 2001 bị câm từ nhỏ. Vợ chồng con cho cháu đi chữa tại các bệnh viện nhưng không chữa được. Vợ chồng con may mắn được đến chùa Khai Nguyên các pháp hội từ năm 2021 đến nay. Nhưng tình trạng của mẹ con có thay đổi và giảm sự điên cuồng nhưng không đáng kể. Con kính mong Thầy bố thí dạy bảo cho gia đình con nên phải làm thế nào để có khắc phục được không ạ? Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và xin tri ân công đức của Thầy. Xin thưa các quý vị, đấy, các cụ ngày xưa nói có sai đâu. Những cái kẻ mà vong ân bội nghĩa, phản bội tổ quốc, phản bội tổ tiên, bất hiếu với ông bà cha mẹ, không sớm mà thì muộn kẻ đó cũng không ra gì. Từ xưa đến nay các vị xem, có mấy vị cũng rất là giỏi, trong lịch sử Việt Nam rất là giỏi, nhưng khi phản bội tổ quốc, chạy sang phương Bắc, tức là sang Trung Quốc đó, kêu gọi người phương Bắc đem quân để gì? Để đàn áp đất nước Việt Nam chúng ta, để mong cho phương Bắc giúp ủng hộ cho lên làm vua. Nhưng cuối cùng chúng ta thấy những vị phản bội tổ quốc để có lên làm vua được không? Không. Có ra gì không? Cũng không. Phản bội lại tổ quốc, phản bội lại đồng bào, những kẻ ấy không ra cái gì cả. Đấy là nói về gì? Nói về phần rộng hơn, lớn hơn trong một đất nước, một quốc gia, một dân tộc. Còn trong một dòng họ, những kẻ lại mà phản bội lại dòng họ, thì kẻ đó có giàu có đến đâu, nứt đố đổ vách đi chăng nữa, đi về dân làng, ai họ cũng lánh mặt, ai cũng quay lưng. Lúc còn trẻ, có thể là vì có tiền nhiều cho nên họ có bạn bè khắp năm châu bốn bể, nước trong nước ngoài. Nhưng lúc về già, muốn đi về quê hương, có ai chơi cùng không? Họ hàng bạn bè trước đây có chơi cùng không? Cũng không luôn. Thầy kể cho các quý vị câu chuyện có thật, cách đây khoảng mới hơn chục năm, vào năm 2007, 2008 gì đó.
Thôi cái này nó tế nhị, Thầy xin không được nói cụ thể địa chỉ. Nhưng mà cái này là Thầy mắt thấy tai nghe. Ông này là thiếu tướng quân đội, người được sinh ra và lớn lên, ngày xưa nhà rất là nghèo. Bà con hàng xóm láng giềng còn cho thức ăn, giúp cho tiền để đi học lúc còn nhỏ, cái nhà nghèo. Thì sau này, vì cậu ấy học rất giỏi, cho nên thi đỗ vào cái trường quân đội, đi bộ đội. Phát triển sau này lên đến cái cấp là được phong là thiếu tướng. Mà trong cả cái xã đấy thì chỉ có, trước đây thì cũng nhiều, nhưng mà sau cái thời bình, sau năm 1975 á, thì có hai vị tướng, một tướng là bên quân đội, một tướng là bên công an. Thì ông ấy là tướng bên quân đội, thì hai vị đều là thiếu tướng trong một cái xã đấy cả. Thế khi mà ông ấy dân làng, bắt đầu trong xóm ấy, đổ cái đường làng. Chúng ta ngày xưa dân xã thì đổ cái đường ấy, nhà nước thì cho nguyên vật liệu, còn nhân dân thì phải bỏ công ra để làm ấy. Xong rồi những vật liệu không phải nhà nước không phải cho hết, cho khoảng 50-70%, 80% thôi. Ở miền xuôi thì chỉ cho thế thôi, miền ngược thì mới cho hết nguyên vật liệu, cho 50-70% gì đó nguyên vật liệu, tức là xã cho, huyện cho, nhà nước cho, thành phố cho. Thế thì dân còn thiếu, họp mới lại, dân họp lại bảo mỗi nhà đóng tùy theo, nhà nào có thì 5 triệu, không có thì 3 triệu trong cái ngõ đấy, để đổ cái ngõ đấy thôi. Thế thì nhân dân đóng rồi, đóng hết rồi tính ra còn thiếu khoảng 13 đến 15 triệu. Thế thì dân làng các cụ hội cao tuổi trong thôn ấy mới họp bảo ông trưởng thôn: thôi bây giờ nhà mình, ngõ nhà mình từ trước đến nay vinh dự là có một vị tướng đấy, đang đóng quân ở tại Hà Nội luôn đấy. Nhà Hà Nội luôn, nhà Hà Nội và đóng quân Hà Nội, một vị tướng ấy. Cho nên bảo là ông trưởng thôn này gọi điện cho bác ấy, mời bác ấy về thăm quê. Xong rồi mời bác ấy đóng góp, vì nhà thờ, họ nhà thờ nhà các bác vẫn ở trong cái xóm ấy. Và thỉnh thoảng một năm bác vẫn về thắp hương cho các cụ một hai lần. Mặc dù nhà cửa ở ngoài hết Hà Nội rồi, những cái nhà thờ của bố mẹ vẫn để làm nhà thờ, và thuê người họ hàng trông nom đèn hương cho. Còn gia đình thì ở hết ngoài thành phố rồi, thủ đô rồi. Thế dân cho bác trưởng thôn gọi mời về, thì bác bảo bác bận họp, bác không về. Thế bác trưởng thôn mới bảo là đấy, trình bày là trong xóm là đang làm như thế, bởi thiếu khoảng 13-15 triệu. Xin là bác là gì? Hoan hỷ phát tông đóng góp cho quê hương, cho thôn là khoảng 10 triệu. Bác ấy lấy cớ là đang bận họp sẽ gọi lại. Chờ mấy ngày sau đến dân đổ đường rồi vẫn không thấy gọi lạ. Thế lại giao cho bác trưởng thôn ra tận nhà. Ra tận nhà thì ông ấy tiếp, ông ấy bảo là tôi bây giờ cũng khó khăn, lương 3 đồng 3 cọc. Sống ở Hà Nội này cũng tốn kém lắm, không khó khăn là không có. Cho nên ông bảo dân đóng bao nhiêu thì tôi cũng đóng như thế. Thế thì ông ấy hỏi ông trưởng thôn là nhân dân đóng bao nhiêu. Thế bảo là nhà có thì nhất nhiều nhất là 5 triệu, còn vừa vừa thì 3 triệu, còn ít thì 1 triệu. Tùy theo điều kiện kinh tế, cũng không gọi là kêu gọi thôi chứ không phải là bắt phải bao nhiêu. Thế nhân dân họp lại thì bảo cháu ra để xin bác. Bây giờ bác là người trong dân trong xã, từ trước đến nay cũng là người mà gọi là thành đạt nhất đối với thôn mình. Các cụ bà ra xin bác là phát tâm đóng góp cho thôn trong xóm là 10 triệu, còn lại thiếu mấy triệu thì về thì cháu lại đi quyên góp tiếp, đi xin tiếp. Thế ông bảo là thôi, dân thế nào thì tôi cũng thế, tôi đóng góp 3 triệu. Thế là ông trưởng thôn ông cũng cầm thôi, ông cầm về.
cầm về đưa ra thì các cụ trong thôn, các cụ nhất định các cụ không lấy. Hay các cụ ghê lắm, các cụ bảo chúng tôi chả đi làm gì, chúng tôi là người dân thường, chúng tôi còn đóng được 5 triệu, còn đóng được 3 triệu. Nó là tướng, là vị tướng đầu tiên ở trong gì, trong thôn mình. Xã thì không phải là đầu, như thôn mình đây là vị tướng đầu tiên. Mà nó đóng được 3 triệu, không lấy. Bảo trưởng thôn phải mang trả. Các cụ ghê chưa? Trả. Thế là ông trưởng thôn phải mang trả. Đến cuối năm đường đổ xong rồi, biết là ngày đấy là ngày dỗ ông, là ngày nào nó cũng hay về. Các cụ cho mấy thanh niên ra chắn ở cửa thôn, không cho đi xe ô tô vào, bắt đi bộ vào. Chỉ cấm không cho xe ô tô vào thôi. Và đường gì, xóm cấm ô tô. Nhưng thực tế là đường nó 4 mét, ô tô vẫn đi được mà. Ô tô ngày xưa ông vẫn về đi ô tô được. Nhưng lần này các cụ cấm không cho ô tô vào. Hết chưa? Chưa hết. Mấy năm sau á, mẹ ông ấy mất. Ông ấy về, theo bình thường như dân ở đấy là bố mẹ mà đi làm, con đi làm ăn xa, thì thường mà cũng có chức có quyền như thế, về thì địa phương thì vẫn cho một cái suất là chôn ở đất của xã, nghĩa trang của xã ấy. Thì Hà Nội thì muốn về với mồ mả với tổ tiên thì vẫn ở hết xã mà. Thế về thì đến xã thì xã họ nể, vì cả xã có hai vị tướng. Thế vị này đến lúc đấy thì vừa nghỉ hưu rồi, nghỉ hưu được khoảng năm rồi, lúc mẹ mất là nghỉ hưu được khoảng năm rồi. Mà lúc mà dân đi ra xin tiền nhá, vẫn còn là đang làm nhá, đang đương chức nhá. Đấy. Xong rồi bắt đầu thì 1-2 năm sau thì nghỉ hưu, mấy năm sau thì bắt đầu thì mẹ mất. Lúc năm đầu tiên mới đổ xong đường, dân chỉ cấm cho ô tô vào thôi, bắt đi bộ vào, như những người dân đi bộ vào, bảo đường đổ bê tông gì nó yếu, thiếu tiền cho nên đổ nó yếu, không đảm bảo chất lượng. Các cụ chơi ghê chưa, đường đổ bê tông thiếu tiền cho nên không đảm bảo chất lượng, cho nên chỉ dành cho người đi bộ thôi, đi xe máy thôi, xe đạp thôi, đi ô tô vào nó hỏng. Cho nên bắt đỗ xe ở tít ngoài cổng làng ấy, đi bộ. Cái đấy chưa đau, đau bằng cái lúc gì mẹ mất. Về làm việc với xã, xã đồng ý rồi, nhưng mà gì? Trong thôn họ họp lại, họ đề nghị các cụ hội người cao tuổi trong thôn, cả các già các vãi nữa chứ, cả ông trưởng thôn, ông bí thư chi bộ nữa, lên đề nghị với bí thư chủ tịch xã. Không được, dân chúng tôi, thôn chúng tôi không đồng ý. Phải kể lại cái chuyện đấy, đi ra tận nơi xin đóng góp. Đấy. Ông ấy bố thí cho 3 triệu đồng, về các cụ không đồng ý. Đấy, cho nên chúng ta thấy đấy, đấy là một bài học kinh nghiệm, bài học xương máu. Và nhất định các cụ gì không cho về xã luôn, nhất định không cho. Mà thôn, các cụ trong thôn nói với bí thư chủ tịch xã mà nếu mà các ông mà cho, chúng tôi sẽ kéo cả thôn chúng ta ra đấy để ngồi ở đấy để gì, để không đồng ý, kéo ra đấy. Cho nên xã ta thấy thế găng không dám cho nữa. Đau chưa? Đấy, cho nên cái kẻ mà gì quên tình làng ở nghĩa xóm, lúc tối lửa tắt đèn, lúc còn đang trẻ con học sinh nhà nghèo, thì hàng xóm láng giềng người bắt canh, người cân gạo, người đồng bạc để nuôi lớn nó, cho nó đi học. Bây giờ học hành thành tài thì nó chẳng nghĩ về quê hương, chỉ làm giàu cho bản thân. Thế các cụ nói với thầy cái trường hợp đó là nhà nghèo đâu thầy, ở cái biệt thự 20-30 tỷ, 20-30 tỷ từ cái năm 2005, đó là năm hình như năm 2005 đến 2007 gì đó, trong khoảng thời gian đó. Cái biệt thự 20-30 tỷ cái ngày đó bây giờ nó phải bằng 200-300 tỷ các quý vị. Ở cái biệt thự nó đến 400-500 mét vuông. Thế mà bảo không có tiền,
Thế mà bảo là lương 3 đồng 3 cọc thì dân ai người ta tin? Không tin. Ví dụ ở cái nhà chung cư cấp 4 ngày xưa bộ đội phân cho chẳng hạn, thì bảo là cái trường hợp này là trường hợp gọi là sống gọi là thanh liêm, liêm khiết, là bộ đội Cụ Hồ thật sự là tháng chỉ nhận mấy triệu tiền lương thì nó lại khác. Nhưng mà ở cái biệt thự đến 300-400 mét vuông, đến vài chục tỷ giá trị ngày đó, bây giờ nó phải vài trăm tỷ. Thế mà bảo là dân đóng bao nhiêu tôi cũng đóng từng ấy. Cho nên đấy, đây là một cái bài học xương máu. Đích thân thầy gọi là mất thấy tai nghe, là nghe các cụ, các già, các vãi kể lại câu chuyện có thật ở địa phương của họ như thế. Cho nên sống làm sao đó mà đừng có để đánh mất đi cái tình làng nghĩa xóm, đừng đánh mất đi cái ân nghĩa của người xưa với mình. Chúng ta thấy không? Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời cho đến ngày nay, cụ có thành lập một cái đạo nào không? Một cái tôn giáo nào không? Không. Cụ duy nhất chỉ có thành lập một tổ chức đảng, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Kêu gọi tập hợp những thành phần yêu nước, tri thức, cũng như là công nhân, nông dân, các thành phần xã hội có kiến thức hay là không có kiến thức, miễn là có lòng yêu nước, cùng đứng lên để đánh đuổi giặc Pháp và đế quốc Mỹ, đem lại cái nền hòa bình, độc lập, tự chủ, chủ cho gì? Dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam chúng ta. Chứ cụ có thành lập một cái tôn giáo nào không? Không. Có thành lập một cái đạo nào không? Cũng không. Vậy mà tại sao bây giờ tự nhiên lại nảy nòi ra một cái đạo gọi là đạo Bác Hồ? Mà còn cái đạo này thì họ đi nói gì? Trước đây thì cũng có đọc cái quyển sách của họ rồi. Họ đi hướng dẫn ở Sơn Đông đây ngày xưa, năm 2008, 2009, 2011, 2012 cũng có cái này, cũng hoạt động khá mạnh ở Sơn Đông này và Sơn Tây này. Cũng phải có đến mấy chục hộ gia đình theo cái đạo Bác Hồ này. Cái đạo này họ chủ trương là gì? Là tất cả các tôn giáo ở Việt Nam duy nhất chỉ có gì? Đạo Mẫu và đạo Bác Hồ là đạo Việt Nam. Nhưng đạo Mẫu là cũng là một cái đạo gọi là hổ lốn. Sao? Họ cho là sao? Tức là đạo Mẫu còn gì? Thờ chung cả với gì? Với Phật, chung cả với Thánh. Cho nên đạo Mẫu cũng vẫn chưa phải là, tuy là xuất phát ở Việt Nam, là đạo của Việt Nam, nhưng mà vẫn chưa phải là một đạo vì dân, vì nước. Mà duy nhất chỉ có đạo Bác Hồ mà họ thành lập thì mới là cái đạo vì dân, vì nước. Và họ bài xích những người theo đạo Phật chúng ta, bảo ông Phật Thích Ca là ông giáo chủ của đất nước Ấn Độ. Ai theo đạo Phật đi sang Ấn Độ mà theo? Việt Nam chỉ có Bác Hồ thôi. Rồi đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, họ bảo là ông Chúa ở bên châu Âu đi sang đấy mà theo. Còn theo đạo Lão, đạo Khổng, họ bảo sang Trung Quốc mà theo, vân vân. Đấy, họ bảo duy nhất chỉ có đạo Bác Hồ mới là một cái đạo đích thực, là đem lại cơm no áo ấm cho người dân, có thể trừ tà sát quỷ, vân vân. Nhưng mà một cái sai lầm lớn của họ là gì? Bỏ đi tất cả cái truyền thống của dân tộc. Nó chẳng khác gì cái đạo Đức Chúa Trời Mẹ mà câu hỏi thứ nhất đấy đâu các quý vị. Bỏ hết. Đây ngay xóm, ngay gần chùa đây, có con gái đi tu theo đạo Phật hẳn hoi. Trước đây cũng là một Phật tử hay lên chùa chấp tác hẳn hoi. Nhưng sau khi ông chồng ông ốm thì đi đâu các cụ ngày xưa nói là có bệnh thì vái tứ phương ấy mà. Đấy, khi đi bệnh viện thì họ bảo là ông bị bệnh ung thư. Mà bệnh ung thư thì chúng ta biết là ung thư thì như là một cái án tử hình chưa công bố cái ngày gì, ngày hành quyết thôi. Nghe cho là án chung thân, án tử hình rồi. Đấy, ngày xưa nó thế.
Cho nên khi mà đi khám, bác sĩ bảo bệnh ung thư. Bà ấy đau khổ, bà ấy lên chùa nhờ thầy làm lễ. Thầy bảo làm lễ cái này cũng khó, bởi vì bệnh nó rồi, một phần là do nghiệp, nhưng một phần là do gì? Do thân thể của mình nó không hấp thụ được tất cả những cái chất tốt do mình ăn uống vào mà nó sinh ra gì? Ra bệnh này rồi mà đi khám bác sĩ bảo bệnh nó đã ung thư di căn rồi á, thì khó lắm. Khoa học còn chưa chữa được, mà đạo Phật thì không chủ trương để đi chữa bệnh cái kiểu này. Phật dạy chúng ta là có nhân có quả, có sinh ắt phải có lão, có bệnh và có gì? Có tử. Đức Phật dạy chúng ta là quy trình con người như thế, không thể làm mà trái được. Cho nên thầy cũng không thể lập đàn để cầu cho ông ấy khỏi bệnh được. Thầy nói thẳng như thế. Còn bây giờ các bà lên tin Phật, lên tụng kinh để hồi hướng cho ông. Bảo ông đấy cũng niệm Phật, nghiệp nó tiêu được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Quan trọng nhất là đời này có bệnh nhưng không khổ, có đau nhưng không khổ. Đau nhưng không khổ đấy mới là điều quan trọng. Vì hiểu được cái lý vô thường, hiểu được nhân quả, hiểu được sinh già bệnh chết rồi, thì mình biết là chết không phải là hết. Chết là tái sinh sang một đời sau. Đời nay mình gặp bệnh, gặp tật như thế, nhưng mình tu tập đời này cho đời sau mình sinh ra cho được gì? Được thân thể bình an, mạnh khỏe, trường thọ. Đấy là tu theo lời Đức Phật là như thế. Bảo ông như thế thôi. Chứ còn bảo thầy lập đàn để hồi hướng cho ông khỏi bệnh thì cái này thầy không thể làm được. Cho nên thầy không làm. Cũng có thể vì vậy mà bà đi tìm chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia. Các cụ ngày xưa nói mà bệnh có bệnh thì vái tứ phương, nghe ở đâu mách thì đến. Thế đi xuống dưới Mỹ Đức ấy, theo cái đạo tràng của đạo Chúa Trời dưới Mỹ Đức. Xong rồi về bắt đầu là bỏ hết, đem bỏ hết ban thờ thần linh gia tiên và cây hương, cũng như nhà này luôn này. Cây hương cũng bỏ, ban thờ thần linh gia tiên bỏ giao hết, đem ra ngoài sông Tích đổ hết ngoài đấy. May mà còn đem đổ ra sông Tích chứ còn chưa đập bỏ. Bình thường có những trường hợp họ hoành tráng là họ đem họ đập bỏ, còn quay video clip để đăng lên mạng rồi để tuyên truyền nữa cơ. Đấy, đặc biệt là cái đạo Chúa Trời Mẹ ấy, nó đập nó còn quay video đưa lên clip đăng lên trên mạng, đập bỏ hết đi. Theo Đức Chúa Trời. Còn đây là theo Bác Hồ. Theo Bác Hồ. Và họ chủ trương là trên ban thờ chỉ thờ mỗi một miếng vải đỏ và cúng cái chén nước trắng và hoa mà thôi. Không có bát hương, không có cái gì. Mà cái kinh đó là kinh, hình như là kinh, họ nói là do đấy là do Bác Hồ là vị Phật, như là vị Phật, vị Thánh cứu thế. Cho nên là bác khải cho họ, khải thị cho họ là cái bài kinh đó. Tụng bài kinh đó thì tất cả bệnh tật sẽ được tiêu trừ. Tụng bài kinh đó để múc nước trắng để lên trên ban thờ và sẽ được cụ gia trì cho là uống và là khỏi bách bệnh, bệnh gì cũng khỏi. Thế cho nên bỏ hết tất cả thì cúng chén nước trắng thôi. Đấy, thầy ngày đó cũng tìm hiểu sơ qua thì cũng biết cái trường hợp đặc biệt ở dưới xóm ngay gần chùa đây. Đấy, sau khi một thời gian cái đứa con gái đi tu nó về, nó lên nó khóc, nó nói với thầy ơi, thầy cứu gia đình nhà con với. Bố con ốm như thế thì bây giờ mẹ con cũng ốm liệt giường liệt chiếu, không đi lại được. Thế thầy bảo ơ, mới tháng trước hay là 2 tháng trước mẹ con vẫn lên chùa đấy mà. Không thầy ạ, mẹ con bây giờ tự nhiên hôm vừa rồi tự nhiên không biết làm sao xâm xa sầm mày mặt và vào nhà giường nằm, và nằm từ đó đến giờ là không đi được nữa. Lúc đầu là còn chống gậy được, nhưng bây giờ không bò được nữa, không lết được nữa, nằm ở tại chỗ rồi. Thế thầy bảo bị tai biến à? Bảo không thầy ạ. Đi khám bác sĩ bảo không phải tai biến. Cứ nằm như thế rên khừ khừ, bảo như là bị người đánh ấy. Người đau á, đau hết cả mình cả mẩy, cứ kêu oai oái là đau đầu, đau thân, đau mình. Thế thì cháu nó bảo là thầy xuống thầy xem cứu gia đình nhà con. Thế thầy mới đi xuống, thầy xuống thầy vào và lại mình thăm đó. Đến thăm thì vào thăm thì đấy, ông thì nằm ở một giường bên này, bà nằm giường bên kia, cứ rên khử khử vậy.
Thế thì thầy nhìn thăm thì mình chẳng để ý rồi, xong rồi ngồi uống nước nửa tí thì mình nhìn lên bàn thờ mình ơ, mấy cái bát hương đâu hết rồi. Thế đâu đó con bé nó mới bảo là bạch thầy là mẹ nhà con đó, đem bỏ hết rồi. Thế thì bảo là sao bỏ? Bà chẳng biết mẹ con tháng trước không biết là đi lên chùa về như thế nào đó, bảo thầy làm đàn, lập đàn để cầu cho bố khỏe, nhưng mẹ thầy không lập, thế mẹ con về không biết đi theo cái đạo nào ấy, xong về bảo là bỏ hết, bảo là bỏ đi thì bố mày mới khỏe. Đấy, họ bảo là bỏ đi là bố mày khỏe. Thế vừa bỏ được mấy ngày thì tự nhiên mẹ con bị ốm như thế. Thế mình mới suy lại, mình mới thấy mình đang mới hỏi thế bà đi theo cái đạo nào, không nói, cứ rên khử khử thôi, không nói. Thế xong rồi mấy đứa, rồi cả nhà, rồi đứa con trai, đứa con gái, rồi mấy chị em này cứ bảo thôi thầy cứu nhà con để cứu mẹ con. Thế thầy bảo thôi bây giờ thì phải đi mua cái bát hương, mấy cái bát hương, bốc lại cái bát hương thần linh, bát hương gia tiên. Thế xong rồi thầy bảo đi mua, mua về thì bốc, thì cái bé nó bảo nó thiếu một cái nữa. Thầy bảo thiếu cái gì? Bảo cái ngoài cây hương nhà con thờ bao nhiêu năm, cái cây hương nhà con các cụ ngày xưa thiêng lắm, thế mà mẹ con cũng bỏ đi mất. Thế thầy bảo thôi được rồi thì đi lên đi mua cái nữa mang về bốc cho. Thế là bốc cho ba cái bát hương trong nhà, một cái thần linh, cái gia tiên, cái tổ cô tổ cậu, một cái bát hương, cây hương ở ngoài cái miếu thờ, cây hương ở ngoài trời. Thầy bảo để ở chùa một ngày, hai ngày gì đó cho nó mát mẻ, sau đó thì cho sư bác về lễ cho. Thầy cũng không xuống lễ, lúc đầu thì bảo thế và không xuống lễ, thì bận nhiều việc quá. Nhưng mà xong rồi thì nó cứ khóc, nó thương thì theo thầy đích thân đây lại xuống lễ cho. Lễ xong một cái thì ngày hôm trước, ngày hôm sau đến mấy ngày sau nữa, thế thầy bà cứ bắt đầu là đỡ đau, xong rồi hết đau, xong rồi bắt đầu là chống gậy đi lại được, và đi lại được, và đến 1-2 tháng sau thì khỏe bình thường, là đi xe đạp ngoan ngoắt trở lại bình thường. Xin thưa các quý vị, đấy, đến tổ tiên nhà mình, ông bà, ông vải, những người sinh ra, nuôi lớn, ông nội, bà nội chúng ta, ông ngoại, bà ngoại chúng ta, nuôi lớn, ông nội, bà nội thì sinh ra chồng mình, nuôi lớn chồng mình, vân vân. Thế bây giờ mình đem mình vứt cái truyền thống uống nước nhớ nguồn để đem lẳng xuống sông hết, thờ cái miếng vải đỏ, bảo là thờ gì? Thờ đạo Bác Hồ, thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin thưa các quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh bây giờ cũng được thờ tượng và được thờ gì? Thờ ảnh đầy ra rồi. Các vị lên K9 đã trông Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Bộ Tư lệnh Lăng vừa cho xây một cái đền thờ Bác rất là to, bằng gỗ lim hẳn hoi, ở tại trong quần thể K9 Đá Trông. Trong đấy có thờ tôn tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có bát hương, có nơi cắm hương, có nơi gì dâng lễ, thờ cúng như thờ cúng các vị anh hùng dân tộc mấy nghìn năm nay của đất nước vậy. Chúng ta thấy. Rồi trên đền Bác, ở trên đỉnh đền thượng, trên đỉnh đền vua, núi Ba Vì là núi tổ của Việt Nam chúng ta đó, cũng có tượng, có thờ, có cúng bát hương, rồi tất tần tật mọi thứ như là thờ các vị vua, các vị anh hùng dân tộc ngàn đời nay của đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy không? Thế bảo đi theo đạo Bác Hồ là không được thờ bát hương, không được thắp hương, không được cúng thanh bông hoa quả, không được cúng cái gì. Thế lên K9 Đá Trông, lên đền thượng, đền Bác ở trên đỉnh vua, núi tổ, ra ở tại Lăng Bác cũng có một cái nơi thờ.
Rồi chúng ta thấy vị đại tướng được coi như là vị tướng gọi là nổi tiếng khắp thế giới, đó là cụ Võ Nguyên Giáp. Chúng ta vào Vũng Áng Đồng Chùa cái gì ở trong kia đó, chúng ta thấy không? Có thờ bát hương không? Có thờ bát hương. Nơi lưu niệm tưởng niệm mà cụ vẫn có thờ gì, thờ cả tượng, có thờ cả bát hương. Đấy, thế chúng ta mới thấy đây là cái tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Người sau luôn luôn nhớ ân của người trước. Đây mới là cái tinh thần làm nên cái ý chí quật cường, kẻ thù nào cũng đánh thắng, khó khăn nào cũng vượt qua của dân tộc chúng ta vậy. Nay tự nhiên nó lại nảy nổi ra một cái đạo gọi là đạo Bác Hồ, nhưng mà lại làm gì? Làm mà trái lại tất tần tật với gì? Với Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc còn sinh thời. Vì chúng ta nhớ lại câu thầy nói lúc câu hỏi trước, lúc sinh thời cụ thắp hương lễ các vua hùng xong, cụ có cái câu nói bất hủ, đó là nói thử xem nào, nói to xem nào, nói to lên, nói đều xem nào, 2, 3. Nghe chưa được đều, đều vào nào, 2, 3. Tám điểm rưỡi rồi, gần đều rồi. Một lần nữa cho nó đều vào, nói to, thật to và đều nhau. Vì đây là câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, câu nói bất hủ về lòng tri ân của dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta. Nói to nào, 2, 3. Ôi rồi 100 điểm, chứ không phải là 10 điểm nữa, A-di-đà Phật. Đấy, người Việt chúng ta khác với các quốc gia, nhiều quốc gia trên thế giới, đó là chúng ta gì? Biết tri ân và báo ân, biết giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, biết nắm tay đoàn kết trong lúc đất nước bị giặc ngoại xâm. Cho nên kẻ thù nào cũng đánh thắng, khó khăn nào cũng vượt qua là như thế. Đây mới là cái tinh thần của gì? Của đất nước chúng ta, tinh thần của và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta. Chứ đâu có phải là gì? Bỏ ấy, lẳng hết cái gì? Bát hương thờ các vị thần linh, thành hoàng làng, các truyền thống văn hóa tôn giáo có đóng góp với bề dày lịch sử của sự phát triển của dân tộc đâu. Đâu có cái chuyện là ốm không đi bệnh viện, đâu có cái chuyện là ốm chỉ cần tụng kinh của cái đạo ấy vào cái bát nước, cái chén nước là uống là bách bệnh, tất cả các bệnh khỏi được đâu. Phản khoa học, phản y học quá. Vậy mà vẫn có người tin, có người theo, thế nó mới đau. Họ lấy cái gì? Lấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, lại uy tín của người để họ lừa gạt chúng sinh, lừa gạt mọi người. Cái này, một ngày nào đó gần nhất, thầy cũng sẽ ngồi để hỏi mấy cụ, mấy bác cấp cao của Đảng Nhà nước chúng ta xem cái này chủ trương của Đảng Nhà nước như thế nào. Thầy cũng không hiểu tại sao mà vẫn để cho nó lén lút, nó hoạt động. Ngày xưa khu vực Sơn Đông đây thì sau cái đợt đấy thì lãnh đạo từ bí thư chủ tịch xã cho đến thị xã, phòng văn hóa, rồi các bác phòng nội vụ công an kết hợp với ban trị sự Phật giáo của thị xã Sơn Tây và cá nhân chúng tôi đi vận động và đi nói với các Phật tử và nhân dân ở khu vực đây. Bây giờ đây gần như gần hết rồi. Và một vài cái gia đình mà theo, cũng có một cái trường hợp ở ngoài xóm Bống hay xóm gì đấy, đấy là cái người nhà họ hàng của cái nhà bà Phật tử rất thân của chùa Khai Nguyên mình đấy, cũng kiểu như thế, bỏ hết các cụ đi. Thế là cũng bị điên khùng á, cứ thế là nói nhảm, khóc, lúc thì khóc, lúc thì nói nhảm, lúc thì đi lang thang ngoài đường ấy.
Thế là gọi thầy sang thì hóa sang thì cũng thấy trên ban thờ sạch bóng, chẳng có cái bát hương nào, có mỗi tấm vải đỏ. Mình biết ngay lại theo đạo Bác Hồ rồi. Thế là thầy hỏi ra mới bảo đúng rồi. Thế thầy mới gọi ông chồng lên bảo là ông là chồng mà lại sao lại để cho là trưởng họ nữa, sao lại để cho nó làm như thế? Bảo khổ lắm, lúc đó con cứ như nó bị gì, bị ma, bị quỷ nó che mắt, nó bịt tai á thầy ạ. Nó về nó nói là vợ con, nó về nó nói là bỏ hết đi á thì các cụ gia tiên á nhà mình mới được sinh lên gì, lên trời. Vẫn còn thờ là các cụ chấp, các cụ không được sinh lên trời. Cho nên con cũng xuất phát từ cái tâm là muốn gì? Muốn báo ân các cụ gia tiên cho các cụ lên trời hết. Cho nên con nghe theo vợ con đem con bỏ hết. Đấy. Thế vừa bỏ được mấy tuần thì tự nhiên vợ con nó bị điên khủng khủng như thế. Đi đến cái nơi thờ của cái nhóm đấy rồi bảo nó đến làm lễ, nó đến nó tụng kinh mấy lần rồi không khỏi. Con mới bảo vãi nhà con sang nói với thầy. Đến là thôi thầy giúp chúng con lầm lỡ thì mới nhờ đến các thầy. Các thầy thì từ bi hỷ xả để giúp đỡ gia đình con đừng chấp cái sai của chúng con. Chúng con biết lỗi rồi. Thế ra cứ vái xì sụp ra kiểu người cũng thương. Nhìn ông ấy thì đúng là nông thôn quê mùa một cục, nhưng mà nhìn ra cứ chắp tay cứ vái lia lịa ra. Mình thấy cũng thương, mình bảo thôi được rồi bác yên tâm. Thế thì bây giờ thì thôi, trước mắt là bây giờ đi sắm mấy cái bát hương. Bát hương ngày xưa bỏ đâu rồi? Bảo là nhà con nó bảo đem bỏ đi rồi. Bỏ ở đâu? Và đem ra trôi ở ngoài sông, gì ở ngoài sông Tích Giang hay sông gì ở ngoài này rồi. Sông Tích rồi, đem trôi ngoài sông Tích rồi. Thế bảo thôi, thế đi mua cái mới. Mua về bốc lại xong sau là làm lễ cho. Lễ xong thì vài ngày sau thì quả thật bà vợ bà cũng khỏi thật. Thế từ ngày đấy hai cái trường hợp ở xóm gần đây và ở cái bên ngoài xóm Bống hay xóm gì đấy nữa, ở xóm ngoài xóm Đình đi ra thì xóm Bống hay sao ấy. Đấy, hai cái trường hợp đấy bỏ ban thờ thần linh gia tiên để theo đạo Bác Hồ đấy. Thế là khỏi, bị điên hai trường hợp, bị một trường hợp bị điên, một trường hợp bị bệnh và cứ kêu gào ầm ĩ lên đó thì đều khỏi cả. Thế từ ngày đó là bằng cái sự tuyên truyền của các bác lãnh đạo ở xã về thôn nữa, cán bộ phụ nữ về hội người cao tuổi vân vân nữa, cùng với nhà chùa nữa. Thế tuyên truyền bây giờ cái đấy ở đây gần như là hết rồi. Mà đấy quả báo nhãn tiền, cho nên sợ hai trường hợp đấy là quả báo nhãn tiền ngay trước mắt, cho nên sợ. Và bây giờ thì thôi cũng bình thường rồi cả rồi. Nhưng mà cái này nó vẫn hoạt động lén lút ở đâu đó. Thầy biết là đảng nhà nước chúng ta là cũng không công nhận cái này, chưa chấp nhận, không chấp nhận. Nhưng mà họ vẫn hoạt động lén lút. Hôm nay Phật tử này đưa câu hỏi thứ hai này cũng nói là gì? Đấy, mẹ theo cái này cho nên bây giờ cũng bị điên khùng khùng. Thế bây giờ thì không biết là cái này gia đình bà cụ đang ở với vợ chồng nhà này hay sao? Nếu ở với vợ chồng nhà này á, thì nếu bốc bát hương rồi thì tốt. Bốc lại bát hương hình như cũng nói là để bốc đây rồi thì phải. Nhưng bốc bát hương tự mình bốc mà về đem đặt lên thì cũng chưa được đâu. Thầy mời nhờ các thầy đến để làm cho cái lễ an vị bát hương và sám hối. Cái trường hợp này là trường hợp đặc biệt rồi. Mình gọi là phạm thượng với các cụ rồi. Đấy. Thì trường hợp này là đem bỏ hết các cụ đi rồi mà. Thì bây giờ thì phải nhờ các gia có các thầy ở gần chỗ nhà mình á, ở đây Phật tử ở xa. Cho nên là nhờ các thầy chùa hoặc là các thầy Pháp, các thầy hay đi làm lễ mát á, cũng chấn trạch an vị bát hương cho thôn, cho xã nhà mình á, quanh quanh cũng đã nhờ các cụ đến làm lễ cho. Xong rồi nhất tâm để gì? Sám hối cho bà cụ. Rồi cũng thường thường tụng kinh niệm Phật xong thì Phật tử này về trăm chịu khó tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho bà cụ, cầu nguyện thần linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại á, cũng cho bà cụ ấy sám hối. Và đặc biệt cũng phải nói cho bà cụ này cũng phải hiểu ra. Đấy, đưa cái đoạn bài giảng hôm nay cho bà cụ nghe. Nằm bệnh ở trên giường cũng nên nghe. Nghe nếu mà tâm họ hiểu, họ ăn năn, họ hối cải từ trong tâm, họ sám hối với các cụ gia tiên tiền tổ, cửu huyền thất tổ, lịch đại gia tiên nhà mình, thì thầy nghĩ rằng
các cụ cũng không chấp con cháu đâu, cũng không thù hằn gì con cháu đâu, thương thôi, cũng tha cho thôi. Nếu mà làm được như thế, tự tâm bà cụ phát khởi cái lòng ăn năn sám hối, thì dần dần mọi việc tâm linh trong gia đình sẽ ổn thôi. Phật tử này về cố gắng chịu khó tụng kinh niệm Phật, mà phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện hồi hướng, thì bà cụ có khi nếu mà tự tâm bà cụ ăn năn hối cải thì cũng sẽ khỏi thôi. Hoặc là nếu mà lúc nào nếu bà cụ mà thực sự ăn năn sám hối thật, thì một ngày nào đó pháp hội tháng tới, pháp hội Địa Tạng tháng tới, nếu bà cụ mà đi được thì đưa bà cụ lên đây, hay đặc biệt để chiếu cố, dành một vài phút để khuyên cho vài lời, gọi là tùy bệnh mà cho thuốc. Đấy, thì trường hợp này thì hướng dẫn như vậy, mong rằng các Phật tử chúng ta đấy, đừng có ai đi lạc vào đường tà cái kiểu như thế nữa. Mình tu gì thì tu, đạo Phật dạy chúng ta con đường giải thoát, nhưng chúng ta thấy Phật giáo vào Việt Nam ấy luôn đề cao cái văn hóa, cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân và báo ân những người có công với đất nước, với dân tộc Việt Nam. Chứ chúng ta thấy đạo Phật có buông đi tất cả, bỏ đi tất cả để giải thoát một mình không? Không có. Như thế mới có chỗ đứng, như thế mới phù hợp với văn hóa của người Việt, như thế mới được người Việt chấp nhận, như thế mới gì? Mới có phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Chứ còn bình thường ra như đạo Phật là buông đi tất cả, vào rừng, vào núi để ẩn cư giải thoát, nhập Niết Bàn, hoặc là có cách sống riêng của người xuất gia như kiểu Đức Phật và các sư bên Ấn Độ, thì về Việt Nam khó có thể để tồn tại được các vị, khó có thể phát triển cùng đồng hành cùng dân tộc được.